Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 4 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Nhiều địa phương ở tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Lựa chọn thực phẩm an toàn cho sức khỏe, vấn đề tiếp tục được đặt ra khi cơ quan chức năng vẫn phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ký kết với doanh nghiệp chuyên thu gom rác thải, mô hình được triển khai hiệu quả tại phường Tị Sử, thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, sáng nay khu dân cư Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Tới dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư Nguyễn Xá tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân đồng thuận hiến trên 200 mét vuông đất để mở rộng làm đường giao thông thôn xóm. Đến nay, 100% các tuyến đường thôn xóm được cứng hóa, có hệ thống thoát nước đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo không ngừng giảm qua các năm, đến nay còn 1,1%. Nổi bật là trong năm 2023, trên 90% diện tích đất nông nghiệp của khu dân cư nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Cho đến nay, nhân dân đồng thuận bàn giao 100% mặt bằng. Cùng với đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào khuyến học khuyến tài được quan tâm và đẩy mạnh. Nhiều hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2023, khu dân cư có trên 98% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 12 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. Với tinh thần chỉ đạo của cấp ủy và chi bộ, tất cả các đảng viên phải đi đầu trước, rồi xong bắt đầu mới đến nhân dân đi theo, toàn dân đoàn kết, chung sức, chung lòng hiến đất và qua bờ tường và rào mở từ xóm nhỏ cho đến xóm lớn, xây dựng nông thôn mới đi vào một cái quy củ và hoàn thiện. Hôm nay là rất là vui mừng phấn khởi, thôn mình đã phát triển và được đổi mới rất nhiều. Qua những ngày hội như thế này thì tình quân dân là rất là gắn bó và đoàn kết hơn. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà cán bộ, nhân dân khu dân cư Nguyễn Xá đạt được thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm để gần dân, hiểu dân và kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trả lời giải quyết thắc mắc bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Ban công tác mặt trận khu dân cư Nguyễn Xá cần tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tiếp tục vận động huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ người nghèo, các đối tượng ưu thế, các đối tượng chính sách để sao cho khu dân cư không còn hộ nghèo và thực hiện đúng cái chủ trương không để ai bỏ lại phía sau. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và của nhân dân, đặc biệt là giám sát cán bộ đảng viên ở nơi cư trú. Đường tránh 376 rất quan trọng, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho tỉnh ta và cho huyện ta, nhất định phải làm sớm. Yêu cầu là Yên Mỹ chậm nhất là trong quý 1 khởi công được con đường này để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đi lại của người dân, đáp ứng cho một tầm nhìn dài hạn chứ không phải là tầm nhìn của 5 năm hay 10 năm. Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao quà tặng khu dân cư Nguyễn Xá và 15 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo của xã Trung Hòa. Khu dân cư Nguyễn Xá vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đến thăm mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ. Chiều nay, khu dân cư Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Tới từ ngày hội có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 100% các tuyến đường thôn xóm của khu dân cư Nễ Châu được cứng hóa, các hội đoàn thể trồng được 8 km đường hoa, đời sống của người dân trong khu dân cư ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm trên 97%, khu dân cư thành lập được các tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, tổ hòa giải, xây dựng họp thư góp ý tố giác tội phạm. Hàng năm, ban công tác mặt trận cùng lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể làm tốt công tác động viên con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong khu dân cư thành lập được 3 câu lạc bộ với nhiều hoạt động sôi nổi, nhân dân trong thôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình ấm no hạnh phúc. Nhân dân đến dự ngày hội rất là đông với niềm vui hân hoan và phấn khởi trong thời gian vừa qua về cái phong trào tình nghĩa, tình làng nghĩa xóm của thôn ngày được nâng lên, đặc biệt về việc phát triển kinh tế, nhân dân chúng tôi đang chuyển mình trong thời gian tới và phương hướng tới năm 2024 này thì Nễ Châu là một khu dân cư tập trung mũi nhọn về phát triển cây nhãn là cây đặc sản. Chúng tôi sẽ cải tạo vườn tạp và sẽ trồng 100% các giống nhãn quý để phục vụ ra thị trường và người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024, từ ngày 15 tháng 10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bắt đầu tổ chức gọi các thanh niên trong độ tuổi sơ tuyển làm cơ sở cho công tác khám tuyển. Công tác sơ tuyển được tổ chức ngay tại trạm y tế các xã phường thị trấn. Kết quả sơ tuyển sẽ là cơ sở để lập hồ sơ gọi các thanh niên đi khám tuyển. Xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ như làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, tiến hành rà soát nguồn từ sớm, đồng thời có kế hoạch gọi động viên các thanh niên làm ăn xa trở về, nên ngay buổi đầu tiên đã có 35 trên 39 thanh niên đến dự sơ khám. Sau khi sơ tuyển xong, đã có danh sách các thanh niên đủ điều kiện để khám tuyển và làm các bước tiếp theo thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cũng tham mưu cho Đảng ủy là phân công cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cũng như các cơ sở thôn phân công phụ trách đến từng công dân đủ điều kiện để khám tuyển cũng như là làm các bước tiếp theo, quản lý chặt quân số, mọi di biến động thì đều phải báo về Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của xã. Đến nay có khoảng 50 xã phường thị trấn tiến hành sơ tuyển, tỷ lệ thanh niên đến sơ khám đạt trên 80%. Theo kế hoạch, thời gian sơ tuyển cấp xã phường thị trấn xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, sau đó phát lệnh gọi khám tuyển xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 10 tháng 2 năm 2024. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức, song đến nay việc thực hiện thu ngân sách năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Hưng Yên đạt kết quả khả quan. Trong đó, 6 địa phương đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Đó là các huyện Văn Giang, Ân Thi, Phủ Cử, Yên Mỹ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. Trong đó, huyện Văn Giang vượt xa kế hoạch thu đạt tỷ lệ trên 450%, huyện Ân Thi đạt trên 200%, hai huyện đạt tỷ lệ trên 70% là huyện Khoái Châu và huyện Tiên Lữ. Thị xã Mỹ Hào và huyện Kim Động cũng thu vượt kế hoạch cả năm, vì vậy đã góp phần thu ngân sách ước tính đạt trên 23.000 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,61%, xếp thứ 5 trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và 10 trên 63 tỉnh trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, rau xanh, giò chả, thịt cá là những thực phẩm chính được sử dụng hàng ngày trong bữa ăn của hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình sản xuất hay chế biến ở nhiều cơ sở vẫn còn sử dụng chất hóa học, phụ gia vượt ngưỡng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên lấy 280 mẫu thực phẩm tại 53 cơ sở chế biến kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng. Kết quả phát hiện 11 cơ sở có mẫu kiểm tra nhanh dương tính với hàn the và nitrat. Trong đó có 12 mẫu rau củ quả gồm hành tây, cà chua, củ cải trắng, súp lơ, quả chanh, quả lê ở các chợ xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ,
Minh Tiến, huyện Phù Cử, thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu, xã Vũ Xá, huyện Kim Động và xã Đình Dù, huyện Văn Lâm dương tính với nitrat. Đây là dạng chất đạm được người dân bón khi trồng rau củ quả, giúp cây phát triển nhanh, tươi ngon, đẹp mắt. Tuy nhiên, dư lượng nitrat vượt quá tiêu chuẩn sẽ rất nguy hiểm vì nó ngấm vào bên trong rau quả, không thể giải quyết bằng sục rửa, gọt vỏ hay nấu chín. Sản phẩm mà có cái lưu lượng vượt mức quy định về cái hàm lượng nitrat khi chúng ta sử dụng thời gian dài, nitrat này nó sẽ chuyển hóa ra nitrit, và cái sản phẩm nitrit này dưới cái quá trình chế biến mà chúng ta hấp thụ khi gặp gốc amin tự do thì có thể là nó biến đổi thành nitrosamin, mà cái chất này thì có thể gây nên ung thư. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 mẫu giò chả của cơ sở ở thị trấn Quái Châu và xã Vũ Xá dương tính với hàn the là chất phụ gia bị nghiêm cấm sử dụng. Người tiêu dùng rất khó phát hiện thực phẩm có hàn the bởi đây là chất phụ gia không màu, không mùi. Hàn the nằm ngoài danh mục các cái chất phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Người tiêu dùng mà sử dụng trong thời gian dài thì có thể dẫn đến rối loạn các cái chuyển hóa cơ thể, tổn thương gan, thận và não. Nếu mà phụ nữ mà đang mang thai mà sử dụng trong thời gian dài thì có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Kết quả trên chưa phản ánh hết tình trạng vi phạm về sử dụng chất hóa học phụ gia trong sản xuất chế biến thực phẩm, bởi đây chỉ là lấy mẫu ngẫu nhiên. Thực tế số vi phạm có thể lớn hơn, và đây là điều cảnh báo với người tiêu dùng khi lựa chọn mua thực phẩm. Đoàn giám sát đã tiến hành thông báo luôn cái kết quả kiểm tra nhanh gửi đến Ủy ban dân cấp xã, cấp huyện, đồng thời đưa ra cái thông tin cảnh báo về cái sản phẩm có nguy cơ về an toàn thực phẩm. Chính quyền sẽ xác định cái nguyên nhân cái sản phẩm mất an toàn, yêu cầu cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục và có báo cáo bằng văn bản. Từ mấy chục năm qua, bãi rác thải tự phát tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm ùn ứ chất đống thành núi rác, làm chậm tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bãi rác hình thành tại khu đất công thuộc thôn Minh Khai do các doanh nghiệp hộ sản xuất trong thôn và cả các địa bàn lân cận đổ ra. Lượng rác hàng ngày đổ ra quá lớn, không được thu gom, xử lý nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cuộc sống của người dân trong khu vực. Rác thải của Minh Khai nó tồn đọng khoảng 20 năm trở lại đây, rất mong mỏi đề nghị các cấp quan tâm để xử lý triệt để về cái rác thải môi trường cho Minh Khai, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Một phần diện tích bãi rác thuộc cụm công nghiệp Minh Khai đã được khởi công xây dựng, nhưng hiện nay người dân vẫn chở rác ra đổ, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Tình trạng này cần được chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Không còn tổ đội thu gom rác sinh hoạt ở các tổ dân phố, công việc này được giao khoán cho doanh nghiệp từ khâu thu gom đến xử lý. Cách làm này không chỉ mà lại hiệu quả tích cực, được người dân đón nhận mà chính quyền cũng không còn phải lo lắng đến việc chôn lấp, xử lý rác. Ghi nhận tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Đã 3 năm nay, trên địa bàn phường Dị Sử không còn cảnh xe đẩy đi thu gom rác thải. Thay vào đó là đầu các buổi sáng hàng ngày, xe chuyên dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dương, Vina Hương Yên lại có mặt trên các tuyến đường của phường để vận chuyển rác đi xử lý. Với 13 thành viên và một xe chuyên dụng, toàn bộ rác thải sinh hoạt của phường ước tính khoảng chục tấn được thu gom vận chuyển thẳng tới nhà máy xử lý. Trách nhiệm của đơn vị chúng tôi là phải làm sao mà càng ngày càng dọn sạch, đảm bảo cái môi trường sạch sẽ cho người dân. Nhờ đó, trên địa bàn phường Dị Sử đã không còn tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày hay rất nhiều tháng gây ô nhiễm môi trường, các tuyến đường luôn sạch đẹp. Ngày trước cái công lông là cứ đổ đống khoảng 5 ngày 7 ngày. Bây giờ ô tô rác cái ngày nào đã đi. Bây giờ là sạch làng sạch xóm mà nó đỡ ô nhiễm. Đấy là được. Sau khi lấy ý kiến nhân dân, tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Dị Sử đứng ra ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dương Vina Hương Yên. Theo đó, công ty sẽ đảm nhiệm toàn bộ việc thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường đến điểm xử lý. Mức phí cũng được hội đồng nhân dân phường thông qua
Thời gian đầu là 15.000 đồng một người trên tháng và nay là 18.000 đồng một người trên tháng. Cơ bản người dân đồng thuận với mức giá này. Họ làm rất là tốt và giữ cho môi trường xanh sạch đẹp. Rác còn chưa kịp bốc mùi lên thì họ đã đi thu gom để họ xử lý ngay, rất là hài lòng. Cái mức thu thì nó cũng rất là hợp lý với cả người dân. Ủy ban dân phường cũng thường xuyên có cái làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề bảo vệ môi trường, như là tiến hành kiểm tra đôn đốc đối với cả doanh nghiệp để thực hiện tốt các cái hợp đồng đã được ký kết và kịp thời khắc phục những cái khó khăn vướng mắc phát sinh trong cái quá trình thu gom và vận chuyển để xử lý rác thải. Cách làm trên của phường Dị Sử rất đáng để các địa phương khác tham khảo và giảm thiểu tình trạng rác thải vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, như là những địa phương đông dân cư hay phát triển nghề phụ. Thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tiếp nhận khá nhiều cuộc gọi thông tin phản ánh về việc có đối tượng mạo danh nhân viên bệnh viện gọi điện cung cấp dịch vụ tư vấn và bán sản phẩm dinh dưỡng nhằm trục lợi từ bệnh nhân. Đại diện bệnh viện này khuyến cáo mọi người cẩn trọng vì bệnh viện không liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện việc này. Mới sinh con được hơn một tháng, vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Cẩm Trang ở thành phố Hưng Yên bất ngờ nhận được điện thoại của một người tự nhận là nhân viên của Trung tâm Dinh dưỡng Chăm sóc Sức khỏe Mẹ và Bé Sau Sinh, đơn vị liên kết với Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để tư vấn và bán các sản phẩm dinh dưỡng. Họ tự xưng là trung tâm dinh dưỡng đấy, liên kết với cả Bệnh viện Sản Nhi, thì họ có tư vấn, họ bảo rằng là combo canxi rồi vitamin gì đấy sau sinh ấy thì người ta bán ngoài là 800, nhưng mà khi mà có bảo hiểm ấy thì giảm giá xuống còn hơn 500 thôi. Thì em có bảo là thôi thì chị cứ để đấy cho em tự tìm hiểu rồi em lấy ở gần nhất cũng được. Đấy thì người ta tắt máy đi. Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hàng chục sản phụ phản ánh cho biết có người nhận là nhân viên của bệnh viện hoặc làm việc ở một đơn vị liên kết với Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên gọi điện tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh cho mẹ và bé. Ban đầu, các đối tượng sẽ hỏi thăm sức khỏe sản phụ, rồi hỏi em bé có hiện tượng vặn mình, đỏ mặt không, rồi tư vấn bán các thực phẩm như canxi, vitamin, cung cấp dịch vụ tắm bé tại nhà. Cũng đã có trường hợp tin theo lời tư vấn bỏ cả triệu đồng ra mua sản phẩm của các đối tượng lừa đảo. Thì mới đầu họ gọi điện cho mình, họ bảo là họ bên chăm sóc sức khỏe sau sinh, họ bảo mua DHA với cả men vi sinh. Thế là em mua sắp với canxi, với cả DHA với men vi sinh cho bé rồi, không đợt đấy là rơi vào khoảng hơn 3 triệu. Sau cái đợt đấy thì em thấy mọi người đăng lên cảnh báo nhiều quá, thế em mới để ý thì không phải là bác sĩ bệnh viện Sản Nhi. Chúng tôi cũng gặp những người nhà đã gọi điện đến là ở trên mình có cái trung tâm nào không, mà gọi điện về tận nơi để tư vấn rồi chăm sóc rồi mua các sản phẩm để hỗ trợ cho mẹ và bé. Bệnh viện khẳng định là bệnh viện chưa thực hiện các cái hình thức là tư vấn qua điện thoại cũng như là liên kết với một bên thứ ba nào để tư vấn và bán các cái sản phẩm dinh dưỡng để chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Người bệnh cần phải nêu cao cái tinh thần cảnh giác để tránh bị lừa đảo. Bệnh viện khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng khi cung cấp thông tin cá nhân như tuần thai, số điện thoại với các bên thứ ba như cộng đồng mạng xã hội, nhóm chăm sóc sức khỏe, phòng khám tư nhân. Trong quá trình thăm khám và điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần nghe trực tiếp tư vấn và chỉ định điều trị từ bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện, nâng cao cảnh giác, không để đối tượng mạo danh lừa đảo gây thiệt hại không đáng có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.